Theo sai kính chào quý vị các bạn. Chữ ô kính là tác phẩm Phúc Lộc Thọ của anh Đinh Văn Giang, chủ nhiệm câu lạc bộ Dục Thiên Sơn Ninh Bình, đã góp mặt tại triển lãm Bắc Ninh. Theo sai sẽ chia sẻ cho quý vị các bạn cùng chiêm ngưỡng, và cũng chia sẻ luôn quý vị luôn là một hàng đầu tiên. Đây là cây đầu tiên của xếp cái hàng đằng trước đến giữa trung tâm. Gelsai sẽ lần lượt chia sẻ quý vị các bạn cùng chiêm ngưỡng nha. Còn nếu mà để đi chia sẻ từng giáp vào một kỹ thì chắc chắn là không có thời gian, nên mong quý vị các bạn thông cảm. Gelsai chỉ chia sẻ được theo hàng lối đang trưng bày tại đây cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Còn mời quý vị các bạn ngày 28 này là sẽ diễn ra các thụ nhá. Chào anh em, 28 này là sẽ khai mạc quý vị ạ. Rất nhiều những tác phẩm của các nhà vườn đã mang đến đây. Theo sai cứ từ từ đi quay cho quý vị các bạn cùng chiêm ngưỡng. Trời cũng đang ngớt mưa dần rồi. Mong sao dừng cho một tiếng nữa thôi để Vionsai sẽ chia sẻ được nhiều hơn nữa. Hôm qua là Vionsai chia sẻ những cái tác phẩm mang đến, còn hôm nay là chia sẻ hàng lối đã được kê tại triển lãm Bắc Ninh. Vionsai sẽ chia sẻ cả hai mặt của từng hàng để quý vị cùng chiêm ngưỡng luôn. Vâng. Như ra đồng. Dạ. À, chào anh em nhá. Quý vị thấy không ạ, đi gần hết hàng mà đã được 3 phút. Quý vị đừng tua nhá, vì còn nhiều cây đẹp lắm. Quý vị nên xem từ từ rồi sẽ thấy những cái gì, những tác phẩm nào đang có mặt tại đây. Vì mỗi tác phẩm có một cái vẻ đẹp riêng quý vị ạ. Không tác phẩm nào giống tác phẩm nào cả. Tác phẩm Thuận Buồm Xuôi Gió, chủ nhân Vũ Duy Thành. Đây là cây của chú Cường họa sĩ. Tác phẩm Nghinh Phong. Phê quá à, đứng lại luôn à. Đẹp quá nhờ. Tuyệt vời đấy. Đúng rồi. Dạ. Là anh Nam đây, anh làm mình nghệ nhân được chuẩn được đẹp. Ok. Hai chú cháu ngắm cây này từ sáng đến giờ. Cây ngai vàng này gì? Ôi giời. Chán làm sao được. Quý vị sẽ xem video sau Vionsai chia sẻ nhá. Vionsai chia sẻ nốt cái hàng này cho quý vị cùng các bạn chiêm ngưỡng đã. Vionsai sẽ chia sẻ cho hàng lối. Còn Vionsai đã nói rồi, mỗi một tác phẩm có một vẻ đẹp riêng. Ai thích gu nào thì chơi gu đấy, đúng không ạ? Hôm nay thì chắc chắn hình ảnh và chất lượng sẽ không được đẹp. Mong quý vị các bạn thông cảm. Trời hơi tối và một tay cầm ô, một tay cầm máy. Có thể hình ảnh cũng hơi bị rung.
mong quý vị các bạn thông cảm nhá. Quý vị gọi là xem cái thông tin đi và chia sẻ thông tin ở triển lãm Bắc Ninh có những tác phẩm nào về. Đã đi hết một hàng mà hai mặt là hết 10 phút đấy, thì tốc độ cũng nhanh đấy quý vị. Cố gắng chia sẻ được phần nào đó của triển lãm, còn lại sẽ phải dành cho, không phải dành cho mà còn lại các YouTube khác sẽ chia sẻ tiếp. Thì nhóm truyền thông chúng tôi có hơn chục người cơ quý vị ạ, sẽ rất nhiều sẽ chia sẻ quý vị. Kênh video của anh Bonsai Chính Hiệu, kênh Bonsai Đức Huy, Bonsai Yên Vũ Bonsai, hay là Chi Bonsai, hay là Thọ, là kênh Yêu Cây, kênh Bonsai TV, kênh anh Bách Thuận Bonsai, Bonsai Nam Lê, ôi nhiều lắm quý vị ạ. Anh Bonsai Vinh Nguyễn, rất nhiều các kênh YouTube để chia sẻ của triển lãm lần này. Bonsai sẽ phải xin dừng ở đây để quay cái hàng tiếp theo cho quý vị nhá. Cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều đã theo dõi Bonsai chia sẻ hàng đầu tiên ở triển lãm Bắc Ninh.